Giờ mình thả chuối sáp này vô nha. Đó. Cho nó thấm mấy chuối chút xíu rồi mình. Cái món này là cái món của gia truyền của ba mình để lại nha các bạn. Là cái món này là của ba mình là ưa thích nhất á. Ba mình lúc còn sống là kêu mình nấu cái món này á là về cho bên chồng mình ăn đi. Hôm nay mình có chia sẻ một món chuối sáp nấu cà ri. Thì cái món này là của ba mình thích cái món này lúc ba mình còn sống, nhưng mà ba mình thì ăn mặn. Thì giờ mình gần tới ngày đám giỗ ba mình nhớ lại, thì mình suy nghĩ ra mình chế biến ra là chay. Thì nếu các bạn nào mà có thích cái món này thì bắt tay vô làm với cô bé. Giờ nguyên liệu của cô bé, trước nhất là mình núm chân núm này các bạn, 200g cô bé luộc rồi nè, giờ cô bé ướp đem lên xào. Cô bé này 200g núm nha, với lại 1 lít nước cốt dừa là mình mua khoảng 25.000 á nha các bạn, đã dắt sẵn cho mình vậy nè. Với lại mình có 3 cây sả đập dập, nhưng mà cái bí quyết này là cô bé chỉ cho các bạn luôn nha, là mình phải nướng 5-6 cái tay vậy. Người ta kêu bằng cái gì họ qua hồi á nha các bạn, nhưng mà mình kêu tay vậy theo hồi xưa nha các bạn. Rồi với 2 muỗng sữa bò sữa ông thọ nha các bạn, là cô bé nấu theo ý cô bé đó nha. Rồi với lại có 3 muỗng hoa hạt điều mình thắng lên như vậy nè các bạn. Còn ở đây là 1 muỗng cà phê muối với 2 muỗng sả bầm mà mình phi rồi đó, tại vì mình nhà có bán mình lấy mình nấu luôn. Còn các bạn nào mà không có thì ra chợ mua chừng 2.000 thôi, không cần nhiều. Này là nấu cho 5 người ăn đó. Rồi 100g đường phèn, 2 muỗng canh đường cắt trắng. Với lại mình mua khoảng chừng 10 trái chuối sáp này các bạn, vậy nè, hồi mình lột ra nha các bạn. Với lại 1/2 ký khoai lang nè, cái đóng gà ghi làm mình không, mà mình phải có khoai lang chứ không được thiếu khoai lang nha các bạn. Rồi mình chế khoảng 2 muỗng dầu vô để mình xào xả cho nó thơm nha các bạn. Đó, 2 muỗng dầu vô mình xào cái xả này nè các bạn cho nó thơm. Thái với xả rồi mình bỏ cái thịt dê này nè các bạn vô chung nhóm nè. Đó mình xào cái xả này nè, cái muối này nha các bạn. Đó, với cái hạt điều nè. Đó, mình chế vô luôn nha các bạn. Rồi mình bỏ cái tổng hợp đường này vô nè. Các bạn nào ăn cay thì bỏ thêm miếng ớt vô nha. Mình không, nhà mình tụi nó mấy cháu mình nó không có ăn cay nha các bạn. Rồi xào khoảng chừng mà vài 3 phút cho nó săn cái miếng chân núm này lên nè các bạn, cho nó thơm lên rồi đó. Chế phân nửa nước dừa thôi nè, phân nửa mình chừa là một lát mình mấy cái chế nữa, như cái này đang lát mình nhắc xuống mình mới chế nha các bạn. Bây giờ mình hầm lên mình nấu cho cái này nó mềm nha. Rồi mình chế thêm 2 chén nước vô nha các bạn. Rồi đó, cái tay dĩ vô cho nó thơm nha. Cái này là cái bí quyết của cô bé chỉ cho các bạn đó nha, chứ lẽ là không có chỉ đó nha. Bí quyết đó, cô chỉ đó. Tùy theo mình ăn bự nhỏ gì đó, mình cắt cái nhỏ gì thì nó mau chín nha. Mình bỏ vô thau nước đặng cho nó ra cái chất mũ á các bạn. Rồi mình vớt lên để nó ráo, mình mới đem đi chiên nha.
Và mình đem khoai lang mình đi rửa cái chất mũ này các bạn, rửa cho nó sạch nha các bạn. Chắc nước này ra. Mình dặn nước mình rửa này, em rửa mình kỳ cho cái chất mũ nó không còn nữa. Đó. Rồi mình vớt cái này. Rồi mình cho nó ráo rồi mình chiên nha các bạn. Rồi trong thời gian cho nó ráo mình lại mình lọt chuối. Đó, cho nó ráo đi nha các bạn. Đó, chuối sáp các bạn mua lựa cho nó cứng cứng, đừng có lựa mềm nha. Tại vì mình chiên lại mình còn bỏ vô nồi cà ri nữa nha. Cái món cà ri, chuối sáp cà ri này ngon lắm. Nè các bạn, đó giờ mình đem đi chiên nha các bạn. Rồi, giờ chảo nó hơi nóng nóng, bỏ khoai lang vô chiên nha các bạn. Tại vì cái khoai lang á, nếu mà mình chiên khoai lang mình bỏ vô mình nấu á, là cái khoai nó dai, nó cứng, nó không có bị giã. Đó, rồi mình bỏ vô nấu cũng được, nhưng mà khoai nó mau giã lắm. Mình chiên cái khoai nó săn, cái củ khoai lại ăn nó dai mà nó ngon lắm. Mình bán mình cũng chiên về nhà các bạn, chứ mình cũng không thả vô luôn. Mình bán thì sao mình chỉ cho các bạn nấu như gian vậy đó. Mà cái này là tại có khoai tây, là cháu mình ăn, nó thích ăn khoai tây, thì ra mình mua mấy củ mình bỏ vô nha. Các bạn thích ăn khoai tây, phê môn gì á, cũng được nữa. Cà ri này các bạn nấu phê môn cũng được nữa. Tại đây mình không thích phê môn nó ra cái chất nhựa, cà ri nó không, cái đâu cà ri nó không được ngon. Thành ra mình ăn, mình nấu khoai lang thôi nè. Thôi mình với chuối sáp. Món chuối sáp mà nấu cà ri này đó nha, là cái món này là của ba mình là ưa thích nhất á. Ba mình lúc còn sống á là kêu mình nấu cái món này á, là về cho bên chồng mình ăn đi. Nhưng mà tại vì á, mình không có thời gian rảnh nha các bạn. Mình ăn chay thành ra mình không có nấu mặn được. Thành ra bây giờ đó, sẵn mình thiết kế ra, suy nghĩ ra, mình chế biến ra đó, là cái món chay, mình nấu chay. Rồi lúc mà mình ăn chay là mình nở mình làm dâu bên chồng á, mình chưa có bán được chay á, thành ra mình đi mua đồ nó cũng hơi khó khăn. Rồi bây giờ mình bán chay rồi, thành ra đồ nghề mình nó có đầy đủ hết, mình muốn nấu cái gì cái mình cũng có hết á, thành ra nó dễ hơn hồi xưa á nha. Thì các bạn hãy nhớ là cái này là bí quyết cái nha các bạn, nay mình chỉ cho các bạn nấu đó nha. Thì cái bộ cái bí quyết đó, chỉ biết cái nồi này nè, bỏ mấy cái cây vị nè, bí quyết cái đâu có ai nấu cà ri thơm như cô bé đâu. Bởi vì chính cái vô nấu quặn á là chỉ có nấu cà ri thơm quá trời. Rồi mình chỉ chiên sơ vậy thôi nha bạn, mình gấp ra chiên cho nó săn cho củ khoai lại thôi, chứ đừng để cho khét nè, nó hơi vàng vàng vậy nè. Đó, trở qua trở lại nó cho nó vàng đều được rồi nè. Thằng hồng mình bỏ vô cái nồi nó ngon. Có bé bán bác cũng chiên vậy thôi, bác bán sống giúp cái chiên nè, chiên mới bỏ vô. Rồi bảy bán cà ri cực nè, bộ của cũng cà ri cực lắm. Giờ mình chiên chuối sáp nha các bạn, chiên lại cho nó ngon, săn cái trái chuối lại nha. Chịu cực một chút mà mình ăn nó ngon các bạn ơi. Giờ chuối vàng rồi nè các bạn, giờ mình gắp ra cái dĩa nha các bạn. Để đó, chuối nó có đường nó vàng chuối nó màu chín đó. Nó phải vàng ăn nó mới ngon thật sự đó. Đó, giờ mình bỏ khoai vô trước nè, lát mới bỏ chuối sau. Đó, thấy nồi cà ri mình hấp dẫn ghê chưa. Một chút xíu mình gần nhắc xuống mình vớt cái tay vị này ra. Tay vị này làm cho cái nước mình nó thơm á, ngon lắm. Cái nước nó thơm lắm. Các bạn mua gì các bạn nướng sơ đó, là bỏ vô. Cái tay vị này là các bạn nhớ nha, phải nướng sơ nha. Tại mình bán mình có than á, mình nướng rồi nãy. Còn nếu mà các bạn nào không có than thì bỏ lên bếp ga nướng vẫn được. Không có cái tay vị này là nồi cà ri nó không được ngon nha. Giờ mình thả chuối sáp này vô nha. Đó, cho nó thấm cái chuối chút xíu rồi mình làm chuyện khác. Thả nước cốt vô, thả sữa vô nữa. Có nấu sữa đó mà Ngọc. Sữa ông Thọ đánh tới dưới hiệu rồi đó. Thì nào, nó vừa khoai lang chuối rồi mình canh nó vừa mềm mình nè các bạn. Đó, bây giờ mình vớt cái tay hồi này ra nè. Đó, mình vớt cái tay hồi này ra nha các bạn. Rồi cái mình bỏ nước cốt mà nãy mình chừa lại đó, mình sẽ đổ vô với sữa. Bây giờ mình đổ vô nha các bạn. Đó, đổ vô cho cái nó giữ lại cái độ béo của cái cà ri này nè. Còn cái sữa này đó là nó làm cho cái nước cà ri mình nó sệt lại nha.
nó có cái sữa, nó có cái chất bột, có sữa bò Ông Thọ nè. Đó, rồi mình quậy đều rồi mình tắt lửa liền nha các bạn. Bạn giữ lại cái độ béo của nó đó. Rồi mình tắt lửa đó nha. Cái món này là cái món của gia truyền của ba mình để lại đó nha các bạn. Nay mình khối lộ chia sẻ thiệt tình cho các bạn nấu đó. Chứ đúng là mình tính không có chia sẻ cái món này đâu. Cái món gia truyền đâu có chia sẻ thiệt. Các bạn, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình là Ú Ù đây. Các bạn hãy nhớ bấm like, share và đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video thú vị sau này của mình nữa. Cảm ơn các bạn và bye bye.